lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lộng lẫy, tinh tế của kim cương và là biểu tượng của sự hoàn hảo, vĩnh hằng. Hami Beach Luxury Condotel được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư nổi tiếng, mang đến sự tiện nghi tối đa cho không gian sống, sang trọng và đẳng cấp. Hami Beach Luxury Condotel tựa như một viên kim cương tỏa sáng lấp lánh bên bãi biển Hami, trở thành điểm nhấn xa hoa cho thành phố Hội An cổ kính. Chỉ cách cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng như trung tâm thành phố không quá 20 phút, cách phố cổ Hội An khoảng 5 phút chạy xe. Hami Beach Luxury Condotel tọa lạc tại vị trí đắt giá ba mặt đường, một mặt tiếp giáp với trục đường chính du lịch ven biển 603A kết nối giữa Đà Nẵng và Hội An, hai mặt tiếp giáp với trục đường ra quảng trường trung tâm và khu bãi biển Hami. Được thiên nhiên ưu đãi, Hami không chỉ là một trong những bãi biển đẹp nhất Quảng Nam, Đà Nẵng, mà còn thuộc top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á do tạp chí Telegraph Anh bình chọn, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước với các dự án từ 5 đến 6 sao như Four Seasons Resort, Le Bahami Resort, Malibu Hội An. Kết tinh từ sự tâm huyết của chủ đầu tư là công ty cổ phần Vindep, Hami Beach Luxury Condotel nằm trên khuôn viên đất gần 4.000m², có quy mô 22 tầng nổi và 2 tầng hầm, được chú trọng từ thiết kế đến thi công. Hami Beach Luxury Condotel có kết cấu vững chãi, đảm bảo hạn chế được mọi điều kiện bất lợi. Ra mắt với thiết kế ấn tượng, đa phần các căn hộ đều có ban công view biển. Không gian nội thất được kiến tạo mang hơi hướng phong cách châu Âu, tinh tế, hiện đại nhưng không kém phần sang trọng. Hami Beach Luxury Condotel sẽ khiến du khách như lạc vào thế giới của sự xa hoa, tráng lệ. Sở hữu nhiều tiện ích nội và ngoại khu đặc biệt như khu mua sắm, nhà hàng, phòng họp, khu vui chơi và hơn 500 phòng khách sạn cao cấp đạt chuẩn 5 sao. Hami Beach Luxury Condotel hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí của nhiều lứa tuổi khác nhau. Đến với Hami Beach Luxury Condotel, hòa mình vào kiệt tác thiên nhiên hoang sơ, nơi có bãi cát trắng trải dài bên bờ biển xanh hút tầm mắt. Du khách sẽ được tận hưởng những phút giây thư giãn thoải mái tại phòng gym, spa, hay đắm mình trong bể bơi vô cực ngoài trời view biển. Cùng hai bể bơi bốn mùa có thể ngắm phố cổ Hội An và skybar tầng thượng thơ mộng, kết hợp với cầu kính dài trên 18 mét, nằm ở độ cao gần 90 mét, dành cho những ai thích khám phá cảm giác mạo hiểm. Hội tụ tất cả những giá trị vàng về đầu tư cùng với chính sách chìa khóa trao tay full nội thất, và đặc biệt được vận hành bởi một trong những tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Hami Beach Luxury Condotel hứa hẹn trở thành tuyệt tác nghỉ dưỡng 5 sao và là siêu phẩm đầu tư sáng giá, tiềm năng sinh lời hấp dẫn với các nhà đầu tư, góp phần nâng tầm dịch vụ lưu trú và thúc đẩy sự phát triển kinh tế tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Hami Beach Luxury Condotel, nơi kiệt tác giao thoa, chốn tinh hoa hội tụ.